Ui. Con này liệu ăn nó có dính vào cổ mình không anh? Không em mình. Wow. Ui, ui, nó bám vào đũa này. Đó. Thời nhớ anh em cứ bảo tôi không đi ăn hải sản bao giờ. Thực ra là có ăn, ăn nhiều luôn chứ. Mà kiểu đi tiếp khách thì không lôi máy quay ra quay quay được làm video cho anh em được. Nên có mấy anh em trong công ty đi ăn thôi thì quay lại cho anh em xem nhá. Con này là hải sản xóm vắng, nó có mấy cơ sở liền cơ. Mấy tôi ăn ở dưới cơ sở Mỹ Đình. Ở đây họ bán là hải sản Quảng Ninh, đồ tươi sống nguyên luôn. Thích ăn con nào ra chỉ họ bắt cho con đấy ăn mà. Đây, còn tôm Alaska này là mượn để chụp ảnh tí thôi, không có tiền ăn đâu. Nên mấy anh em uống bia Lào nhé, bia Lào rất êm và ngon luôn. Rồi đầu tiên khai vị là gọi quả sò huyết này. Con này ăn khai vị là chuẩn bài rồi. Nó ngọt lắm, thơm mùi sả ớt thì chấm cùng với cả là xì dầu mù tạt. Rồi tiếp đến là mỗi người làm thêm một bát canh cá bớp này. Canh này thì họ nấu cùng với cả lá lốt, thơm và ngon lắm. Rồi cái món đặc biệt nhất của cái quán này là cái món gỏi ruốc. Con ruốc này nó gần giống với con bạch tuộc ấy nhưng mà nhỏ hơn. Cái này họ cắt ra xong bày lên cho ăn luôn, nó vẫn còn ngoe nguẩy này. Đấy, thấy không? Người nào mà yếu vía khi là không dám ăn món này đâu. Để ăn thử cho anh em xem nhá. Con này liệu ăn nó có dính vào cổ mình không anh? Không em ơi. Nó cảm giác là nó đang kiểu nó búng trong mồm. Sợ em thấy nó đây này, thấy không? Đây này nó dính hết cả vào đũa này. Nhai kỹ kỹ nhá. Nhai kỹ đúng không? Ừ, nhai kỹ. Đấy. Đấy, này nó còn sống mà, thấy không? Dính hết cả vào ui. Vẫn còn ngọ nguậy luôn. Bám nguyên. Chặt thật đấy. Hãy chơi cùng tay. Thôi. Đấy. Wow. Thế bây giờ là nhúng cái chanh. Ui. Ui, ui, nó bám vào đũa này. Đó. Ý, nhúng qua chanh thì ăn nó yeah. Ui, dính vào tay này, nhẹ nhàng hơn em ạ. Con này mình phải nhúng qua chanh anh em ạ. Chứ còn ăn sống này chịu không dám ăn. Như là Hàn Quốc với Nhật Bản là ăn sống luôn à. Con này nó giống bạch tuộc, bạch tuộc ấy đúng không anh? Nó là cùng loài bạch tuộc ấy. À, nhưng mà nó lại khác bạch tuộc à? Nó là ruốc chân dài à. Tự nhiên, không nuôi được. Đây, nhúng vào chanh nó còn bám vào bát chanh này này. Đấy, rồi chơi vào xì xéo đi. Ui, thử thách cực kỳ lớn anh em ạ. Thử nhá. Ngọt. Ngọt nhỉ? Thực ra cũng không khó ăn như mình nghĩ đâu, đúng không? Được đấy em ạ. Đấy, thực ra ban đầu nhìn sợ thôi nhưng mà ăn thì cũng khá ngon đấy. Nó giòn giòn ngọt ngọt mà không tanh tí nào luôn nhá. Nó hơi ghê một tí là cho vào mồm nó vẫn hơi ngoe nguẩy thôi. Rồi tiếp theo làm món tu hài nướng phô mai này. Với cái con có vỏ này mà nướng phô mai thì tuyệt vời luôn rồi. Con này cho ăn chục con được luôn đấy chứ. Thơm cực kỳ luôn. Con này to lắm, ăn một miếng mà phồng mồm trợn mắt luôn đấy. Mấy con ruốc lúc nãy là chế biến được nhiều món lắm nhá. Cái này là canh ruốc này, nó chín hết rồi nên ăn không ghê như kia đâu. Ngon mà ngọt lắm. Cái này thì chấm cùng với cả là mắm tôm này. Rồi xong rồi anh em gọi thêm một nồi lẩu hải sản thập cẩm nữa để ăn. Nó có tôm bề bề với cả cua, con nào cũng dễ sống dễ anh đạch luôn này. Mà toàn sai bự luôn nhá. Cái cua thả lẩu này là cua gạch chứ không phải là cua thịt. Tôm lúc mang lên nó khỏe quá phải cho vào bát đá để cho nó yếu đi chứ không thả vào lẩu nó búng cho bỏng hết. Đấy, lẩu hải sản thì cứ chút hết hải sản vào này cho ngọt nước. Lẩu con này phải đánh giá là tương đối ngon đấy. Nó hơi chua chua cay cay ăn hợp lý lắm. Cái nước lẩu cho hải sản mà nó ngọt nhúng rau với nhúng nấm ăn không nó cũng ngon luôn đấy. Đây, nhìn bề bề to chưa? Còn con cua này thì họ tách sẵn rồi, mình thả vào cho chín rồi ăn thôi. Đấy, nhìn hấp dẫn chưa? Gạch tương đối là nhiều mà thịt cua cũng chắc nữa. Đây, để gắp lên cho anh em xem nhá. Đấy, một nồi lẩu hải sản như này có hơn triệu thôi. Hợp lý mà đúng không? Đồ hải sản cái gì cũng tươi ngon chất lượng. Nó rất ăn hải sản tôi cực kỳ thích ăn bề bề luôn ấy. Nó rất ngọt và thơm nhưng mà bóc con này nó hơi mất thời gian một tí. Nhưng mà không sao, ngon thì phải chịu khó chứ đúng không? Đấy, nhìn chung thì đây là một quán hải sản rất là chất lượng. Đồ tươi sống rất là ngon. Tất nhiên là phải chấp nhận cái việc là vào nhà hàng thì giá sẽ đắt hơn là anh em đi mua ngoài chợ. Thế nhưng mà được chất lượng tốt này nó không bị hên xui như kiểu là mình tự đi mua. Bữa hôm nay là hết 2,5 triệu nhá, 5 người ăn.